1 Tết Nhâm Dần 2022 sang nhà cụ chúc Tết. Quay video đăng lên YouTube không ạ? Nhà ông cụ có cây mai rất là đẹp, rất là nhiều lụ, mà đặc biệt là tự tay cụ chăm được cây như này, giỏi thật. Chắc là hoa. Quay ở trong mỏng này thôi nhưng mà 5 lít đấy, nhiều đấy, bố đấy. Đây gia đình nhà cụ. Năm Nhâm Dần. Nhâm Dần. Bà cụ đâu rồi? Bà cụ đi ngủ. Cây mai rất là đẹp. Đại gia đình. Mấy cây hoa của ông Tuyên chăm rất là tốt. Đây là con hồng. Cây này trông rất là giàu sức sống. Đây là cái mai yên tử. Cái mai yên tử cánh nở bung như gỗ mai tứ quý. Nào nhảy cho bác cho. Hai anh em nhảy đấy. Nay mùng 1 là thời tiết rất là đẹp, ưu đãi. Rét ngọt. Trời hanh hảnh nắng. Tuyệt vời, thời tiết đi chơi rất là tuyệt vời. Cháu về đâu? Hôm nọ em bỏ đơ tầm đồ xuống rồi. Năm nay nó dịch không sang năm. Người ta cũng không cảm nhau. Hôm nay dịch ở đâu cũng không cảm nhau. Đi biết đâu được mình mang đến là lấy thì nó kiện. Cái đường chay mà điện không làm nên xuống rồi. Không may mau giúp đến nhau. Tối về có kênh của Khánh ngay. Đúng rồi. Tối về là Tết Nhâm Dần bên cụ nội ấy. Không được con mình sao để con cúc tí. Thì các bạn không ra đến. Vừa anh thấy về về. Bán. Đi về. Hôm qua bán phơi rồi không có cái băng gì ăn. Mà đang buồn gì? Ngoài bác giật nắng. Không biết nói. Không nói. Không sao. Không sao miếu máu. Sao miếu máu. Buồn chứ. Thiếu bác. Thì cũng phải dần dần ấy chứ. Bây giờ mình là rất khỏe ăn. Đây rồi nhà ông có hoa quả nhập khẩu hết rồi. Kết mã vạch chưa? Mã vạch nó rõ rồi. Châu vàng ạ. À,
tivi cổ. Tivi cổ. À những cái tivi này. Cái tivi này lâu lắm rồi này. Không còn nữa nhé. Không có khi nhà bác Si. Bắc Đông Bắc Giới. Thật là thanh bình. Nhìn xem bên đây là nhà ông ngoại. Để lên được ban thờ này. Nhà Bắc Đông rất là lặng, nhiều cầu thang. Lối đi xuống. Phun kích thích đây thì sâu liên tục mới có ăn được đúng không? Sâu giờ có kích thích thuốc sâu nữa. Anh còn nhiều cái góc vậy. Vâng. Quá đi. Quá cái chú tùng. Chỗ quá. Rốt đây thì về ăn chứ qua vào quần. Con mẹ cho nó sướng đi. Có cho thêm mấy nữa. Mẹ nó mà xin lại. Mày ông nạn đấy. Đâu, 7 tháng rồi. Vâng. Mùng 1 đại gia đình đi chùa nữa. Bà kia giống bà ngoại mình mà. Ừ. Đây có cái hai cái trụ to đấy nhỉ.
Hôm kia nó đi đâu nhỉ? Chuồn nó. Nên trên đây muốn cái đài này. Em bố. Leo lên núi, không có đồ leo đâu. Đâu leo đâu nữa? Lên núi. Đứng trên đây bao quát được hết. Khai Sơn. Rồi, xin tạm dừng tại đây. Cường đang bỏ dưa. Mình tâm lắm rồi. Thế này. Cảm thấy là bên ngoài. Bây giờ đưa bác này bác có thể mua. Tí ăn đi con này. Bây giờ cái bác này. Có bác chẳng không uống cái gì à? Thế thì nó chuyện gì? Tăng à? Chưa uống tí bia với cháu. Mặt đỏ tưng bừng. Chú đại mang giả là thành tre rồi thì yếu thì phải về hậu phương. Chín đâu rồi, quá đâu rồi. Đá chín đây em chơi trước lâu mà em ăn đi. Đâu à? Đá chết rồi. Đá bỏ cái câu xong. Câu cái đem vào đây nó luôn. Câu rồi.